Saffron là gì? Saffron là phần nhụy của bông hoa nghệ Tây. Đây là một loài cây lâu năm, thường ra hoa vào mùa thu. Loại cây này thích ứng tốt với loại khí hậu đặc biệt của vùng đất Địa Trung Hải với những cơn gió mùa hè nóng và khô. Cho dù được trồng ở nhiều nước, loại saffron có chất lượng nhất phải kể đến ở Iran. Đất nước này cũng là nơi sản xuất 90% số nghệ Tây trên toàn thế giới mỗi năm. Một năm, cây nghệ Tây chỉ ra hoa một lần. Mỗi cây chỉ có 4 hoa, mỗi bông hoa có 3 nhụy. Để thu hoạch được saffron, người ta phải hái bằng tay từng sợi nhụy trong bông hoa và cần phải hái tới 170.000 bông hoa nghệ Tây thì mới đủ 1kg saffron. Việc thu hoạch này mất khoảng 40 giờ trong điều kiện bình thường, tương đương với thời gian đi làm một tuần của công nhân viên chức chỉ để tạo ra 1kg thành phẩm chưa phân loại. Có 5 loại saffron tùy theo chất lượng, mỗi loại có giá thành khác nhau, từ vài chục đến hàng trăm triệu 1kg saffron. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng saffron có nhiều công dụng với sức khỏe. Saffron có thể giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ điều trị các bệnh như ung thư, trầm cảm, cao huyết áp, Alzheimer, giảm thị lực hay mất ngủ. Ngoài ra thì nó còn có thể giúp chống lão hóa và kháng viêm hiệu quả. Theo thạc sĩ bác sĩ Trần Châu Quyên, Viện Dinh dưỡng Việt Nam, nếu sử dụng đúng cách, saffron có thể giúp da mịn màng, làm giảm sắc tố và các đốm đen, cải thiện lưu thông máu khiến làn da trở nên hồng hào và sáng hơn. Do là một sản phẩm rất quý giá và mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe, saffron hiện nay có rất nhiều mặt hàng xách tay trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Saffron Việt Nam là công ty đầu tiên và duy nhất nhập khẩu chính ngạch saffron từ Iran, được Bộ Y tế cấp phép và Đại sứ quán Iran hết lòng ủng hộ. Saffron Việt Nam, tinh hoa sắc đẹp, huyền bí.